bạo lực học đường và rồi những tổn thương mất mát khủng khiếp mà nó để lại. Có lẽ không có một lời lẽ nào đủ sức để xoa dịu những mất mát to lớn mà bố mẹ, gia đình của nữ sinh trong câu chuyện đang phải trả. Nếu có một điều mà chúng ta có thể làm có khi là cầu nguyện, là thời gian có thể dần lấp đầy những cái khoảng trống mất mát trong lòng của người thân, của gia đình, của những người ở lại. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần phải đối diện và cần lên tiếng một cách quyết liệt hơn nữa với bạo lực học đường. Chúng ta đã chứng kiến, đã nghe, đã đọc quá nhiều những câu chuyện về việc học sinh xé quần áo, hành hung nhau, thậm chí quay video clip và đăng tải lên mạng xã hội để bêu rếu và làm nhục nhau. Và thẳng thắn đi các bạn, thẳng thắn đi. Tất cả những gì chúng ta thấy trên báo chí, trên mạng xã hội chỉ là một phần quá nhỏ của sự thật đang diễn ra trong cuộc sống này mà thôi. Và rồi, người Việt Nam lại vốn dĩ mau quên. Vừa ngày hôm trước thảng thốt: kinh quá, khiếp thật, thế cơ à, thầy cô đâu, bố mẹ đâu, không dạy chúng nó à, phải kỷ luật cho thật nặng, phải đuổi học tụi nó. Và rồi sau một vài cái bản kiểm điểm, một trận đòn, tất cả mọi thứ quay trở về như cũ. Ai lại về nhà nấy, mèo lại hoàng mèo. Và rồi chúng ta sẽ lại tặc lưỡi là nhất quỷ nhì ma mà, cái bọn con nít chả việc gì đâu. Chỉ đến khi sự mất mát và tổn thương ấy xảy ra ngay trong chính gia đình của chúng ta, xảy ra với chính con cháu hay em của mình, thì chúng ta mới thảng thốt nhận ra là những tổn thương và mất mát vô hình và hữu hình đó là một nỗi ám ảnh mà cả gia đình phải gánh chịu trong một thời gian dài, có khi là cả một cuộc đời. Tôi dám nói với các bạn điều ấy bởi vì tôi là người trong cuộc. Ngay trong lúc chúng tôi đang quay cái video clip này thì cháu gái của tôi đang phải vật lộn với thuốc điều trị trầm cảm, với những bài thi tốt nghiệp của mình. Cháu đã từng là một nạn nhân của bully, của bạo lực học đường, bị cô lập ở trường. Và việc này xảy ra từ gần 10 năm về trước. Mẹ cháu đã phải chuyển trường cho cháu 4 lần, thay đổi cả chỗ ở. Vậy mà cái bóng đen của những tổn thương đó cho tới ngày hôm nay vẫn ám ảnh gia đình của họ. Chị tôi vẫn thi thoảng nhắn tin cho tôi là ngày hôm qua cháu nó không ngủ được cả đêm, nó khóc với chị. Rồi mấy hôm nay nó lại lặp lại cái hành vi xâm hại bản thân của mình. Chị khổ quá. Tôi là nhân chứng trực tiếp về những điều khủng khiếp mà bạo lực có thể gây ra cho tâm hồn của những đứa trẻ, và cái giá quá đắt mà những người bố, người mẹ phải gánh trên vai trong một thời gian rất dài. Cho nên các bạn có thể nói là chủ đề này cũ quá rồi anh Trí, anh nói về chủ đề khác mới mẻ hơn đi. Nhưng không, tôi sẽ vẫn tiếp tục nói với vai trò là một người bố tìm kiếm một thế giới tốt đẹp hơn cho hai đứa con của mình. Tôi sẽ tiếp tục nói với vai trò là một người thầy khát khao nuôi dưỡng một sự thay đổi, cải cách về giáo dục. Tôi sẽ tiếp tục nói với vai trò là một con người vẫn còn cảm thấy xót xa trước những tổn thương và khổ đau của đồng loại. Và rồi cuối cùng, tôi sẽ tiếp tục nói với vai trò của một kẻ tội đồ, mong muốn được tha thứ và hoàn lương. Điều đầu tiên tôi muốn nói đó là chúng ta không thể chuyển hóa được bạo lực bằng một loại hình bạo lực khác. 2 ngày trước khi đọc được bài báo về câu chuyện rất là bàng hoàng này thì cảm giác đầu tiên trong lòng của tôi đó là sự xót xa. Và rồi rất nhanh nó chuyển thành sự phẫn nộ. Sự phẫn nộ với những đứa trẻ ngỗ nghịch, lạnh lùng và man rợ. Sự phẫn nộ với thái độ thờ ơ, trễ nải, qua loa của thầy cô giáo và nhà trường. Và tôi đoán có khi các bạn cũng có cảm nhận giống tôi. Chúng ta muốn nhìn thấy những kẻ thủ ác, những người thờ ơ đó phải trả giá. Đuổi cổ giáo viên chủ nhiệm đi, đình chỉ ban giám hiệu. Cái nền giáo dục này nát rồi. Những đứa nào đã tham gia vụ này, đứa nào chủ mưu, bản kiểm điểm mà vô ích thôi, đuổi học tụi nó. Facebook của tụi nó là gì? Bố mẹ tụi nó là ai? Có quyền hay sao mà con cái mất dạy như vậy? Bọn họ làm việc ở những công ty nào? Tẩy chay tất cả bọn họ đi. Tôi đoán đó là những cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta, không biết có đúng hay không. Nhưng mà y như rằng 2 ngày sau vụ việc, những đứa trẻ đang học cùng lớp với nạn nhân đã bắt đầu nhận được những tin nhắn nặc danh để đe dọa. Cô giáo chủ nhiệm của lớp học vừa bị đình chỉ công tác, công an vào cuộc, ban giám hiệu phải ra đối chấp. Và chỉ 2 ngày sau vụ việc, chúng ta nhìn thấy hàng chục những đứa trẻ học cùng lớp với nạn nhân đang rơi vào nỗi hoảng sợ. Hàng chục thầy cô giáo, các bậc cha mẹ khác thì nơm nớp, lo âu, khiếp đảm. Họ đang bị tất cả cộng đồng mạng, dư luận cô lập, công kích và phán xét. Và điều trớ trêu là cộng đồng ngay lúc này đang làm tất cả những điều đó nhân danh cuộc chiến chống lại bạo lực học đường. Và thế là chúng ta kích hoạt một vòng xoáy bạo lực điên cuồng không có lối thoát. Bạo lực gây ra những mất mát, rồi xót xa, biến thành sự giận dữ, để rồi kích động những hành vi bạo lực để gây ra những mất mát to lớn hơn nữa. Trớ trêu thay, hàng ngàn năm trôi qua và có khi chúng ta vẫn chưa học được cái bài học cơ bản nhất, đó là bạo lực không thể dập tắt được bạo lực. Sự chỉ trích và công kích không thể nuôi dưỡng được tình thương và sự hướng thiện. Để cảm nhận được điều này rõ hơn, tôi xin được kể cho các bạn nghe một sự tích của Chúa Giêsu cách đây đã hơn 2.000 năm. Trong Kinh Thánh người ta kể lại là một lần nọ khi Chúa Giêsu nhìn thấy mọi người hai bên đường đang hung hổ lao vào và chuẩn bị ném đá một người phụ nữ mắc tội ngoại tình. Đó là tục lệ ở Jerusalem, những người qua đường thường sẽ ném đá người phụ nữ đó cho đến chết. Lúc này, Chúa bước đến trước đám đông đang giận dữ và Ngài nói: "Ai trong các người chưa từng phạm tội, hãy ném viên đá đầu tiên." Những con người giận dữ đó bất ngờ chưng hửng, từng người một họ tự ngẫm lại bản thân mình, rồi lọc cọc, từng người một họ đánh rơi những viên đá trong tay, lủi thủi quay lưng bỏ đi. Chẳng mấy chốc thì đám đông dần giãn ra và biến mất. Đến lúc chỉ còn mình Chúa Giêsu đứng đối diện với người đàn bà tội lỗi, thì Chúa đỡ cô ta dậy mà nói: "Ta cũng không phán xét con đâu, hãy đi về đi và đừng phạm tội nữa." Đó là câu chuyện về tình thương và sự khiêm nhường của Chúa Giêsu, nhưng đó lại là bài học lớn cho mỗi chúng ta, để tự nhìn lại mình trước khi công kích, ném đá gây ra tổn thương cho người khác. Liệu chúng ta đã một lần trong đời ném một ánh nhìn xét nét và khó chịu cho những người mà chúng ta không thích chưa? Liệu cho đến ngày hôm nay chúng ta còn sự thiên vị trong cách cư xử, có bên thương, bên ghét, bên trọng, bên khinh với những người xung quanh hay không? Thậm chí, thẳng thắn đi, có khi chúng ta không đích thân kỳ thị hay tấn công một ai đó, nhưng chúng ta đã lựa chọn hùa theo cái phe mạnh hơn, đông hơn, hoặc đơn giản là im lặng, bàng quan và giữ cho mình cái phần yên ổn. Có hay không? Cho nên nếu ngay lúc này chính những mầm móng của sợ hãi và bạo lực trong lòng mình mà chúng ta còn không nhận ra và tháo gỡ được, làm sao chúng ta có thể tháo gỡ được bạo lực học đường, bạo lực gia đình và rồi thậm chí bạo lực xã hội? Cho nên thành thật với nhau một khoảnh khắc nha. Cái ngày còn đi học, khi có những cái mâu thuẫn xung đột với nhau, thì các bạn nằm trong nhóm nào? Người bị bắt nạt hay là người bắt nạt? Hay là những người im lặng? Những người đi mét? Hay là một anh hùng đứng ra bảo vệ kẻ yếu thế? Hay hiếm hoi, các bạn thậm chí chưa từng chứng kiến bạo lực hay bất cứ một sự kỳ thị và cô lập nào xảy ra trong cuộc đời mình? Mọi người có thể trả lời trong comment nha. Ngay bây giờ, các bạn đã từng là ai? Ngày đó, tôi là một kẻ bắt nạt. Nhưng điều thú vị là tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một kẻ bắt nạt trong suốt gần 30 năm sau đó. Tất cả những gì tôi nghĩ khi tôi nhìn lại những cái trải nghiệm đó là giỡn thôi mà, làm gì căng vậy? Thì thích thì chơi, còn hết thích thì không chơi nữa, có gì đâu. Mãi đến khi sau này tôi nghiên cứu sâu về tâm lý và hành vi bắt nạt, thì tôi mới ngỡ ngàng nhận ra là thôi chết rồi, mình đích thị là một kẻ bắt nạt. Ngày học cấp 2, cái giai đoạn mà tôi có hành vi bắt nạt rõ nhất là khi tôi bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, giai đoạn khoảng lớp 7, lớp 8. Và cái thời đó, hai đứa bạn mà bị tôi bắt nạt kinh khủng nhất, xin không tiện nêu tên ra đây. Một là một cái bạn nhỏ con nhất trong lớp, và bạn thứ hai là cái thằng đẹp trai và bảnh tỏn nhất trong lớp. Cái anh chàng nhỏ con thì bị tôi bắt nạt theo cái kiểu là tôi sẽ túm nó lại và rồi lôi nó đi vòng vòng dọc hành lang ở trong trường và mặc cho nó van xin: bỏ tao ra đi, không chơi nữa nha, không giỡn đâu. Nó càng nài nỉ và vùng vẫy thì tôi sẽ càng hứng chí, tôi sẽ vặn tay nó ra đằng sau rồi thì kẹp cổ và khóa ghi nó lại, trong lúc cười nắc nẻ thích thú. Dạo đó mỗi ngày mà đi học nếu mà thấy tôi từ xa là cái thằng đó nó sẽ trốn lẹm đi mất. Còn nếu tôi mà đã nhìn thấy nó rồi thì nó đừng hòng thoát. Anh chàng thứ hai mà tôi bắt nạt là một cái anh chàng cao lớn hơn tôi, nhưng cái quan trọng là nó rất bẩn. Từ 25 năm về trước, khi mà tất cả những thằng con trai trong lớp đi học chỉ mang giày sandal, thì cái thằng đó nó đã mang giày sneaker được mẹ nó mua từ bên nước ngoài về. Nó rất là đẹp trai, hiền lành và nó luôn ăn mặc cực kỳ chỉnh tề khi đi học. Và xui cho nó là nó ngồi cạnh tôi trong lớp. Mỗi buổi học tôi sẽ kiếm cớ để gây sự và rồi tôi sẽ dằn vặt và giày vò nó bằng ngôn từ cho tới khi nào nó bật khóc trong lớp thì thôi. Và rồi nó sẽ lấy khăn tay ra và chùi nước mắt. Và khi đó tôi sẽ cực kỳ hả hê, bởi vì ai bảo mình mang khăn tay làm gì. ngay cả bố tao có khi còn chẳng có khăn tay nữa. Để các bạn tưởng tượng được là trong những ngày tháng đó không có ngày nào là tôi không chọc cho nó khóc. Mãi đến khi mà cô đổi chỗ hai đứa thì tôi mới dừng lại. Và rồi sau này đến năm 30 mấy tuổi đầu, tôi mới nhận thức ra được là cái hành vi ngày còn bé đó của mình đích thị là hành vi bắt nạt. Nhưng mà rồi lúc đó tôi vẫn không thể hiểu được là vì sao tôi lại có cái hành vi ngỗ nghịch và bạo lực như vậy. Và vì sao lại là hai cái đứa bạn đó. Bởi vì rõ ràng bọn nó chả có hiềm khích gì với tôi hết. Cái anh chàng đầu tiên là một anh chàng rất là tốt bụng, và nó thường hay giúp tôi rất là nhiều với những cái bài tập môn vi tính, và nó cho tôi mượn đồ chơi các kiểu nữa. Còn cái anh chàng thứ hai thì là một cái người rất là hiền lành, và nó chẳng gây gổ hay là hiềm khích với bất cứ người nào trong lớp hết. Mãi đến sau này, khi mà tôi nghiên cứu sâu hơn và tích lũy được thêm rất nhiều kinh nghiệm về tâm lý hành vi, thì tôi mới vỡ lẽ ra cái nguồn gốc của hành vi bạo lực ngày còn bé của mình. Cho nên bây giờ sẽ là một thử thách vui dành cho những fan đã theo dõi và đồng hành cùng tôi trong suốt một thời gian dài, để xem các bạn có thật sự hiểu về tôi hay không. Đó là bây giờ các bạn có thể pause cái video clip này lại và đoán xem cái nguồn gốc của cái hành vi bạo lực đó của tôi là vì sao. Xem ai có thể đoán đúng được. Còn bây giờ câu trả lời hành vi bạo lực đó xuất phát từ sự mặc cảm và tổn thương lớn nhất trong tâm lý của tôi ngày còn bé. Bởi vì ngày còn nhỏ, tôi là nạn nhân của body shaming. Các bạn có thể xem lại chi tiết cái chia sẻ của tôi trong cái video clip nói sâu về body shaming. Tôi sẽ để link trong description. Tôi nhận ra là gì? Tôi thích ăn hiếp cái anh chàng nhỏ con nhất lớp, bởi vì tôi là thằng nhóc nhỏ con thứ nhì trong lớp, cho nên nó là đứa duy nhất nhỏ con hơn mình. Tôi thích giày vò và chì chiết cái anh chàng bảnh tỏn và đẹp trai nhất lớp, vì tôi có một cái nỗi mặc cảm khổng lồ về vẻ bề ngoài. Cái ngày còn bé tôi thường xuyên bị trêu chọc là thằng lùn, thằng môi tái, thằng chết trôi, mày đứng tới nách bạn gái mày chưa. Lẽ dĩ nhiên tất cả những cái người trêu chọc tôi ngày còn bé họ cũng cười xòe xòa và nói giỡn thôi mà, làm gì căng vậy. Nhưng thật sự những cái câu nói giỡn đó khoét lên những cái vết thương rất lớn và sự mặc cảm khủng khiếp trong tâm hồn của tôi. Cái khám phá này giúp tôi một lần nữa khẳng định lại một lý thuyết rất quan trọng về tâm lý hành vi. Kẻ bị tổn thương lại đi gây ra tổn thương cho người khác. Hành vi bạo lực thông thường là phản ứng sinh tồn được kích hoạt khi một người rơi vào trạng thái sợ hãi hoặc là tham lam. Con sư tử chỉ tấn công khi nó bị đe dọa, hoặc khi nó đang đi săn mồi hoặc tranh giành con cái. Còn tất cả thời gian còn lại, nó chỉ là một con mèo lười biếng và to xác mà thôi. Tương tự như vậy, những người bắt nạt thực chất là những người bị tổn thương. Họ đang cảm thấy sợ hãi hoặc là thiếu thốn. Họ tấn công người khác để che đậy vết thương của chính mình. Họ lấn át và giành giật của người khác để cố lấp đầy vào cái sự thiếu thốn của chính mình. Và vì vậy, họ thật sự cũng rất cần cái sự nâng đỡ và chữa lành, cũng giống hệt những người bị bắt nạt. Chỉ là có khi nhu cầu được chữa lành của họ sẽ thiên về cảm xúc và tâm lý nhiều hơn. Vì vậy, quay trở về câu chuyện rất đau lòng của bạn nữ sinh này, tôi tin là những đứa trẻ còn lại trong lớp học cần nhận được sự trấn an, sự san sẻ và chữa lành, chứ có khi không phải là sự trừng phạt, sự đe dọa hoặc sự cô lập. Những trận đòn hoặc hình thức kỷ luật có khi chỉ khoét sâu thêm nỗi cô đơn, sự tổn thương trong lòng của các em mà thôi. Dĩ nhiên, nói thì dễ hơn làm rất nhiều, bởi vì chỉ khi nào nhìn ra và thấu hiểu được bản chất tâm lý và hành vi của các em và có đủ những kỹ năng chữa lành hay là tháo gỡ vướng mắc tâm lý, khi đó thì thầy cô hoặc cha mẹ mới đủ bình tĩnh và khéo léo để giúp đỡ cho các con. Bởi mới nói là cái sự thờ ơ hoặc lúng túng của các thầy cô giáo trong câu chuyện thì thật ra cũng rất là đáng trách. Nhưng đi sâu hơn nữa, bản chất là vì họ thật sự cũng không hề được trang bị những hiểu biết và năng lực cần thiết để tháo gỡ vấn đề. Cho nên tôi nghĩ cái họ cần đó là sự hỗ trợ và cập nhật nhiều hơn rất nhiều so với chuyện là bị đình chỉ công tác. Thật vậy, mãi đến khi tôi nhận ra và chữa lành được cho đứa trẻ bên trong của mình. Việc này cũng tốn không ít thời gian và nỗ lực, nhưng đến lúc đó tâm hồn tôi bình an hơn rất nhiều. Tôi đã có thể chủ động tìm gặp lại hai nạn nhân ngày xưa, rồi mời họ đi ăn, để rồi trong buổi ăn đó có thể cúi đầu để xin lỗi họ một cách chân thành. Và rồi cả hai người bạn đó đều cười hà hà và tha lỗi cho tôi. Có gì đâu, ta cũng chả để ý, bỏ qua đi. Và lúc đó tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm trong tâm hồn của mình. Tuy nhiên, để ý, cái phản ứng nhẹ nhàng đến kỳ lạ của hai nạn nhân của tôi dẫn đến một góc nhìn thứ hai rất quan trọng dành cho cha mẹ và các thầy cô giáo. Câu hỏi đó là tại sao những trò bắt nạt rất là ngỗ nghịch và vô tâm của tôi 25 năm về trước lại không gây ra những tổn thương trầm trọng cho hai người bạn của mình. Thậm chí tại sao về thực tế cái tệ nạn bắt nạt vốn dĩ đã tồn tại trong tất cả các thời đại, nhưng thẳng thắn đi các bạn, những đứa trẻ thời hiện đại lại dễ bị tổn thương một cách sâu sắc và dễ có những cách phản hồi cực đoan hơn rất nhiều so với ngày xưa. Chẳng lẽ bởi vì những đứa trẻ giờ đây đột nhiên trở nên mong manh, yếu đuối hơn, kém cỏi hơn thời cha mẹ của chúng? Xin đừng vội phán xét những đứa trẻ. Chúng ta, cha mẹ và thầy cô phải nhìn nhận lại vai trò của mình ngày hôm nay và hiểu đúng về thử thách của thời đại trong việc giáo dục và nuôi dạy con cái của mình. Cuộc chơi ngày hôm nay thật sự khó hơn rất nhiều so với ngày xưa, và hầu hết cha mẹ và thầy cô đều không nhận ra và không cập nhật được về cái thử thách đó. Một thực tế rất rõ ràng ngày hôm nay đó là năng lực giao tiếp xã hội của các con không được linh hoạt và mạnh mẽ bằng thế hệ trước. Các em dễ nổi nóng hơn, dễ tổn thương hơn, dễ vui nhưng cũng dễ chán, dễ thích nhưng cũng dễ ghét. Và đặc biệt là khi đã ghét nhau rồi, các em có thể dễ dàng tấn công nhau hơn. Không chỉ ở trường, trong lớp mà các em có thể đánh lén, bôi nhọ, nặc danh 24/7 thông qua mạng xã hội. Cha mẹ và thầy cô sẽ tự hỏi là tại sao? Bởi vì ngày hôm nay sách kỹ năng cho teen bán đầy ra, rồi có các cái tư vấn tâm lý học đường, có dịch vụ tham vấn điều trị tâm lý, rồi báo đài, mạng xã hội cũng đăng ầm ĩ lên về trầm cảm, về rối loạn lo âu, về bạo lực học đường để cảnh tỉnh, để nhắc nhở. Vậy mà tại sao ngày hôm nay số lượng trẻ bị rối loạn tâm lý, bị trầm cảm, thậm chí có hành vi tự sát lại càng ngày càng tăng với độ tuổi càng ngày càng trẻ, trong khi ngày xưa chả có cái gì hết. Tài liệu, sách vở, kiến thức không có gì hết, thậm chí đói ăn, khát uống, thiếu thốn trăm bề. Vậy mà đứa nhóc nào nó cũng phay và nó lướt qua cái tuổi trẻ của mình hết. Why? Câu trả lời chính là sự thiếu thốn. Sự thiếu thốn, không có đồ chơi, không có máy tính, smartphone, không có tivi thì có nhưng cũng chỉ có đúng 2 kênh và mỗi ngày có đúng 15 phút để chiếu bông hoa nhỏ dành cho trẻ em mà thôi, còn lại toàn là thời sự chán ngắt. Đúng không? Thì trong cái hoàn cảnh rất là thiếu thốn đó, những đứa trẻ buộc lòng phải chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Có đúng không các anh chị? Từ năm tôi 6 tuổi thì tất cả những buổi tối khi đi học về, trong lúc ba mẹ tôi rất là bận rộn làm phòng mạch, tôi sẽ túm tụm với 5-7 đứa nhóc ở trong xóm để chơi đủ các loại trò chơi: bắn bi, rượt bắt, đá bóng, tạc hình, tạc lon, chơi ken, chơi cướp cờ, chơi bấm chuông, chọc chó nhà hàng xóm. Mãi cho đến năm 16 tuổi tôi mới dừng chơi với đám nhà hàng xóm để tập trung yêu đương. Các bạn có một cái tuổi thơ giống như vậy không? Và các bạn có biết không, là mãi đến sau này khi mà tôi bước vào cái ngành huấn luyện kỹ năng thì tôi mới kinh ngạc nhận ra là tất cả những cái trò chơi thời còn bé của tôi, như là chơi kéo co, rượt bắt, chơi cướp cờ, chơi đồng rắn lên mây, đó chính là những cái trò chơi mà giờ đây dùng để tổ chức các cái hoạt động team building cho các doanh nghiệp, để huấn luyện khả năng làm việc đội nhóm, khả năng lãnh đạo trong những cái tập thể. Và 10 năm tuổi thơ lớn lên cùng với đám nhóc trong xóm, đó là lúc mà những đứa trẻ trong thế hệ của chúng tôi được liên tục rèn luyện cho mình cái khả năng giao tiếp xã hội, cách làm quen, cách chia sẻ, cách lấn át, cách tự vệ, cách thương lượng, cách làm lành, cách dẫn dắt, lôi kéo, cách chia rẽ. Tất cả những năng lực này được hình thành tự nhiên và được trui rèn thường xuyên mỗi ngày. Đó là lý do tại sao cái thế hệ của chúng tôi có cái sự vững vàng về tâm lý và năng lực giao tiếp xã hội tốt hơn mấy đứa trẻ ngày hôm nay. Maybe. Để rồi ngay bây giờ quay trở về thời hiện tại, tất cả chúng ta sẽ ngỡ ngàng nhận ra là bên cạnh những cái lợi ích và tiện nghi không thể nào chối cãi của đời sống hiện đại, thì các con ngày hôm nay lớn lên và vô tình bị tước đoạt đi tất cả những cái hoạt động huấn luyện kỹ năng tương tác xã hội cực kỳ lành mạnh và ý nghĩa đó bởi đời sống tiện nghi và đầy đủ, những tiến bộ vượt bậc về khoa học và công nghệ. Các con ngày hôm nay dành rất nhiều thời gian để chơi và kết nối với các thiết bị công nghệ như là TV, tablet, smartphone, trò chơi điện tử, thậm chí với cả robot. Chúng đắm chìm vào mạng xã hội và tương tác ảo trực tuyến. Chả trách vì sao năng lực giao tiếp xã hội của các con bị thui chột hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Chưa kể là khi chơi game điện tử hoặc chơi mạng xã hội, các con không đơn thuần là những người chơi giống như là chơi đá bóng hay là chơi rượt bắt. Các con sẽ bắt đầu tiêu thụ các nội dung quảng cáo, sẽ bắt đầu chi tiêu, mua sắm. Các con chính thức trở thành consumer, người tiêu dùng, khách hàng, là nguồn sinh lời khổng lồ cho các công ty sản xuất game hoặc các nhà phát triển mạng xã hội. Đó là lý do tại sao họ sẽ dùng thuật toán để kích hoạt cơ chế sản sinh dopamine liều cao, hay còn gọi là dopamine rush, để kích thích nhu cầu tiêu thụ ngày càng nhiều hơn của khách hàng, giữ chân họ lâu nhất có thể. Việc này mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các công ty, đổi lại bằng hệ lụy của việc mất cân bằng nghiêm trọng về dopamine trong hệ nội tiết. Đây là nguồn gốc lớn nhất của rất nhiều vấn đề về tâm lý và cảm xúc, như là buồn chán, uể oải, lo âu, trầm cảm của cả người lớn lẫn trẻ em. Ngày hôm nay, chủ đề này tôi vừa trình bày rất kỹ và đề xuất các bước để cai nghiện dopamine rush trong cái video clip mới đây ở trên kênh là Dopamine Detox, thử thách 7 ngày để cai nghiện các thói quen xấu. Các bạn nên xem qua để hiểu sâu hơn và có thể tự cai nghiện cho mình trước khi hỗ trợ cho các con. Link được để trong description ở bên dưới. Tóm lại, việc thiếu hụt các hoạt động tương tác xã hội lành mạnh và rồi lạm dụng, nghiện ngập các sản phẩm công nghệ là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng giới trẻ trở nên mong manh, dễ vỡ hơn ngày hôm nay. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ có cái nhìn công tâm để hít thở chậm lại một bước trước khi đẩy hết trách nhiệm và công kích lên vai của thầy cô giáo và trường lớp. Thẳng thắn mà nói là hầu hết thầy cô giáo ngày nay, không chỉ ở Việt Nam mà ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, vẫn chưa được cập nhật những hiểu biết đủ sâu về tâm lý hành vi, cũng như cập nhật những phương thức giáo dục và hỗ trợ tham vấn kịp thời để giúp các con đương đầu với áp lực về tâm lý của thời hiện đại. Cho nên thay vì công kích và chỉ trích lẫn nhau, tất cả chúng ta, từ cha mẹ, anh chị cho đến thầy cô giáo, có khi đều cần phải cấp cặp lên để đi học hỏi, cập nhật, thích nghi trở lại, để quay trở về bảo vệ, nuôi dưỡng và đồng hành cùng các con, các em của mình. Và thật ra, quá trình chuẩn bị cho nội dung của video clip này cũng là lúc mà tôi nghiêm túc quay trở về học hỏi và trăn trở để tìm cách bảo vệ và đồng hành cùng với hai đứa con của mình ngay lúc này. Cho nên chốt lại video ngày hôm nay, tôi xin được mạo muội chia sẻ một vài điều mà vợ chồng tôi đã và đang cố gắng làm mỗi ngày để nuôi dưỡng và bảo vệ con mình. Thứ nhất, làm gương. Cái này là cái khó nhất. Nhưng nếu trong lòng chúng ta vẫn còn sự tổn thương và bạo lực thì làm sao chúng ta có thể yêu thương và bảo vệ con cái của mình. Cho nên bản thân chúng ta phải đi vào bên trong lắng nghe, tháo gỡ được sự tổn thương và nóng nảy trong tâm hồn của chính mình trước cái đã. Rồi vợ chồng tôi cũng từng bước thực hành để cai nghiện smartphone và cai nghiện mạng xã hội để làm gương cho con. Nói ở đây không có nghĩa là chúng ta phải cắt đứt hoàn toàn với mạng xã hội hoặc cấm tiệt cái việc chơi game, coi phim hoặc sử dụng smartphone. Cái quan trọng nhất là bản thân chúng ta không được để mình rơi vào cái tình trạng tiêu thụ mất kiểm soát hoặc nghiện ngập. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều nuôi dưỡng tinh thần ham chơi, bù khú với bạn bè, tập thể dục thường xuyên để làm gương cho các con. Cái thứ hai, tập trung đầu tư thời gian, tiền bạc và điều kiện để các con được chơi. Đúng rồi các bạn, chơi những cái hoạt động thời thơ ấu của chúng ta đấy. Chơi thể thao, bơi lội, bóng đá, cầu lông, trượt patin. Chơi không chỉ là nâng cao thể chất tinh thần mà còn là quá trình để rèn luyện năng lực giao tiếp xã hội cho các con. Đặc biệt là với con trai của tôi, khi cháu bước vào tuổi dậy thì chúng tôi tạo mọi điều kiện và khuyến khích con chơi các môn thể thao đội nhóm như là bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền. Và nhờ vào đó, khi mà cháu chuyển trường năm lớp 7 thì tôi vẫn còn nhớ là con tôi có thể hòa nhập với các bạn mới và được đón nhận rất nhanh. Đó chính là nhờ bóng rổ và bóng đá. Khi con tham gia vào đội bóng cùng các bạn, con tức thì có được rất nhiều bạn bè mới cùng rèn luyện, cùng tham gia các giải đấu. Thể thao thật sự là một trong những phương thức tuyệt vời nhất để kết nối bạn bè. Thứ ba, hãy làm bạn với con. Việc này thật sự không dễ dàng chút nào hết, đặc biệt là khi các con nó bước vào tuổi dậy thì, có đúng không? Nhưng nếu chúng ta nhẫn nại và chân thành, kết nối với con bằng sự tôn trọng và tình yêu thương vô điều kiện, hãy tin tôi là rồi con sẽ mở lòng để bầu bạn với các bạn. Và hãy đảm bảo là khi con gặp những cái khó khăn trong học tập hay các mối quan hệ trường lớp thì con luôn có thể cảm thấy an toàn khi chia sẻ với bố mẹ. Một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong cái nỗ lực làm bạn với con mình đó là mùa xuân năm 2023 vừa rồi. Chúng tôi cùng nhau đi học trượt tuyết. Đây là một điều hoàn toàn mới mẻ đối với tôi và cả con trai của mình. Chúng tôi cùng nhau học, rồi chúng tôi cùng vấp ngã, rồi cùng thách thức, động viên nhau để thực hiện những cái kỹ thuật khó, những cái cú trượt mạo hiểm, rồi quay clip để tự sướng cho nhau. Và trong vòng 10 ngày đi học trượt tuyết đó thì tôi và con trai đã trở thành hai cậu nhóc cùng hăm hở để khám phá những cái điều mới mẻ, và chúng tôi đã trở thành người bạn rất thân thiết trong suốt 10 ngày đó. Thứ tư, hãy cởi mở trao đổi với các con về hiện tượng bạo lực học đường. Lắng nghe những quan sát và suy nghĩ của con. cùng thảo luận và diễn tập cách thức xử lý tình huống cùng với con mình. Nếu mà bạn ăn hiếp mình đó, thì mình sẽ làm gì? Bước 1 là mình sẽ ignore đó. Ignore. Xong rồi bước 2 là cứ explain kiểu như tại sao mình không muốn làm cái đó. Xong rồi explain cho bạn là tại sao mình không muốn bạn làm như vậy với mình. Đúng rồi, bước 3 nếu mà có thể thì sẽ be kind. Be kind. Be kind với bạn á hả? Nếu mà không được thì phải tell the teacher. Oh, ok. Còn nếu mà mình đã explain mà mình try to be kind rồi mà bạn vẫn không thay đổi và bạn vẫn ăn hiếp mình, vẫn làm cho mình bị khó chịu thì mình sẽ tell adult. Tell the adult. Và tell ai? Tell the teachers. Teacher. And who else? Tell the parents. Hả? Nói cho ba nè, nói cho ba mẹ để ba mẹ cũng có thể trình bày với lại thầy, với cô. Kiểu như là trước mình sẽ nói cho một teacher quen ấy mà mình biết ấy. Tại vì nếu mà không biết thì mình cũng chả biết, teacher đó cũng chả biết bạn bully là ai. À, ok. Cho nên là mình phải nói với cái teacher quen. Teacher quen của mình hay quen của bạn? Quen của cả hai. Những cái gì là những cái mà gọi là bully? Những cái việc làm gì là những việc làm mà mình không nên làm với bạn hoặc là bạn không nên làm với mình? Mình không nên kiểu như là làm người khác bị đau á. Không được kiểu như là say bad things. Cái đó nó sẽ làm tổn thương cái feeling của bạn. Bây giờ cái cuối cùng này là nếu như mà con nhìn thấy là có một cái bạn này đang làm tổn thương một bạn khác, tức là một cái bạn A này bully một cái bạn B, thì trong trường hợp đó con sẽ làm gì? Con sẽ kiểu như là tell to stop, tại vì cái đó không có tốt. Con nói hai bạn là stop hả? Nhưng mà nếu mà con nói như vậy cái rồi lỡ cái bạn A đó, bạn đó ghét con luôn thì sao? Thì mình nói teacher. Mình nói teacher hả? Alright. Đó, lỡ mình nói vậy rồi con có sợ không? Con có sợ là khi mà mình tell them to stop rồi khi đó cái bạn A đó lại attack con hoặc là hurt con thì sao? Use form words. Use form word là word gì? Là nghĩa là kiểu như là mấy cái kiểu như là serious words đó. Ví dụ như cho bạn một câu serious word đi. Ví dụ con thấy bạn A đang hurt bạn B thì stop, don't hurt him. Or her. Ok. Đó là mình phải nói rất là nghiêm túc đúng không? Đó là nếu mà classmate của mình mà bị hurt thì mình phải tell them to stop đúng không? Đúng rồi, hoặc là nếu mà bị hurt mà kiểu như bị chảy máu cái gì á là mình cũng nên ra nurse á. Mình nên gặp các thầy cô. Con sẽ dẫn mấy bạn lần nữa xong rồi sẽ bảo thầy cô. Nhưng mà mình phải làm vậy để mình protect bạn của mình đúng không? Bởi vì nếu the next time có khi mình lại là cái người bị hurt thì những bạn xung quanh cũng sợ, họ cũng thấy và họ sẽ protect mình đúng không? When you do kind things to others, you get treated just like how they get treated. Ok. Nguyên tắc đó là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Diễn tập ứng phó tai nạn càng kỹ thì khả năng xử lý tình huống sẽ càng linh hoạt và hiệu quả hơn rất nhiều. Và rồi, thứ 5, nếu các con chia sẻ là con là nạn nhân của bạo lực học đường hoặc là con đã nhìn thấy một bạn khác bị hiếp đáp ở trong lớp thì hãy lắng nghe và thấu hiểu con cho thật sâu sắc. Và rồi sau đó chủ động phối hợp thật chặt chẽ với thầy cô giáo và nhà trường để làm gương cho con thấy là chúng ta sẽ phải chiến đấu để bảo vệ lẽ phải và sự công bằng như thế nào. Hãy nhớ là khi có những mâu thuẫn và xung đột cãi vã xảy ra vì sĩ diện cá nhân, rất nhiều bậc cha mẹ dễ hùa theo quan điểm của người lớn hoặc đám đông và rồi lại vô tình bỏ rơi con cái của chính mình. Cuối cùng, có thể tôi và các bạn ngày hôm nay không có được vai trò, quyền lực và sức ảnh hưởng để tự tay mình tạo ra những cái thay đổi cần thiết cho cái nền giáo dục chính quy của Việt Nam. Nhưng chúng ta là bố, là mẹ. Chúng ta phải tiếp tục cất lên tiếng nói để yêu cầu quyền lợi chính đáng cho con cái của mình, cho thế hệ tương lai của đất nước này. Cho nên việc cuối cùng chúng ta phải làm đó là đoàn kết và thúc đẩy những thông điệp mạnh mẽ trong những buổi họp phụ huynh. Chúng ta có thể tạo ra sức ép chính đáng từ dư luận xã hội để thúc đẩy những cải cách quyết liệt hơn và kịp thời hơn nữa từ các cơ quan nhà nước đến nhà trường. Trong những chương trình cải thiện về phúc lợi hay là tập huấn tốt hơn, cập nhật hơn cho thầy cô giáo ngày hôm nay. Hãy để con cái của chúng ta nhìn thấy là bố mẹ của chúng không phải là một thế hệ im lặng và cam chịu. Bố mẹ của chúng vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để cố gắng tạo ra một xã hội an toàn, công bằng và tốt đẹp hơn cho con cái của mình. Và rồi tôi mơ về một ngày nào đó, con của tôi lớn và trưởng thành, chúng sẽ ngồi cạnh con của các bạn trong một quán cà phê nào đó, và rồi chúng hồi tưởng về thời niên thiếu của mình và tặc lưỡi: bố mẹ của chúng ta ngày xưa ngầu phết nhỉ. Rất mong được đồng hành với các bạn trong chặng hành trình học làm bố làm mẹ đó. Xin cảm ơn.